Xin chào. Hôm nay tôi quay giới thiệu các bác một mẫu âm ly của Aurex, hay còn trong nội địa Nhật Bản thì nó gọi Aurex, xuất khẩu gọi Toshiba. BK40. Bề cao bao nhiêu đây? 13 cm. Bề sâu tầm 30 cả núm. Âm ly tôi bán giá mềm thôi, 2,5 triệu thôi. Đánh hai đôi loa AB và cộng B. Mặt phay nhôm rất đẹp luôn. Model là SB220. Trên âm ly có chỉnh lao lớt, các đường âm thanh cơ bản tuner AUX và tape. Đây là ba lăng. Đánh hai đôi loa AB. Ly còn rất mới và đẹp nha. Cái hãng này nó hơi đặc biệt chút là nó hay in cái sơ đồ cấu tạo ở trên máy, cũng như là sơ đồ các cái đường vào âm thanh đằng sau, nghĩa là nó làm rất cẩn thận. Hãng này trông rất đẹp, nếu mà còn cái này mà còn không bị xước, nó thể hiện cái độ cẩn thận của cái hãng này. Toshiba, đây đường AUX tuner phono rack tape. Đây là nối đất, đây là loa A loa B. Đánh hai đôi loa, tôi quay mặt sau luôn. 2,5 triệu giá cực kỳ mềm nhé, bởi vì đợt này tôi quá nhiều âm ly, tôi bán gần như là dạng vừa bán vừa thanh lý cho nó rộng nhà thôi. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Đây đường vào âm thanh. Đây là thông số kỹ thuật 100V 45W. 45W này công suất tiêu thụ điện nha các bạn. Nó phải đánh được rất khỏe thì nó biết có A cộng B. Đấy là cách đơn giản để mình nhận biết là âm ly khỏe. Có A cộng B này. Đây là 45W công suất tiêu thụ điện. Có nghĩa nó làm rất tiết kiệm về điện, như công suất ra loa nó sẽ lớn.